Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hình thức huy động vốn đầu tư bất động sản. Đối tượng Phạm Thị Nhường, sinh năm 1982, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, vừa bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Nhường nói với các bị hại là bản thân có quan hệ thân thiết với nhiều người trong các tập đoàn lớn, có khả năng đầu tư các dự án bất động sản thu lợi nhuận khủng. Tin lời Nhường, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, nhiều người đã chuyển cho Nhường để đầu tư vào các dự án bất động sản do đối tượng này chẻ ra. Tổng số tiền Nhường lừa đảo chiếm đoạt là hơn 26 tỷ đồng. Đối tượng này dùng để xây dựng biệt thự và mua nhiều tài sản đắt tiền, tạo dựng hình ảnh giàu có để đánh bóng bản thân nhằm tiếp tục lừa đảo. Tinh vi hơn, đối tượng này còn sử dụng nhiều số điện thoại và giả danh là nhân viên các công ty bất động sản trao đổi thông tin về các dự án, yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư và các loại thuế, lệ phí để được hưởng nhiều ưu đãi nhằm lừa tiền của các bị hại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục được các cơ quan công an mở rộng điều tra.